hát mà mẹ yêu con đúng không? Dạ. Hát bài chưa? Mới được món Huế vào người đấy. Ai về hả? Dạ. Hồi chưa đói quá chị uống nổi thì ăn cơm ở sân bay. Đây đúng đặc sản. Đây cái này là cái này. Nem lụi này, cái này là bánh khoái. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ăn ngon là được. Dạ. Không lấy tinh thần lại mình về làm việc tiếp gì dạ. Đâu mà ấy. Chắc là lấy thêm chén chăm riêng. Để cảm ơn Sơ với lại các chị. Dạ. Để đúng đặc sản. Dạ. Cứ ăn thử đi, 22 ngày thân. Dạ vâng. Đây. Hôm nay con đến đây thì con cảm giác là mình cũng đến như một cái mái nhà thứ hai của mình thôi. Thì mình cũng sẽ hiểu được cái cảm giác giống như hôm nay là ở đây cũng có những trẻ mồ côi đúng không ạ? Thì những trẻ mồ côi là bị ba mẹ bỏ rơi thì hôm nay con bị người khác bỏ rơi. Đến đây là đồng cảm được. Thì đến là hát cho các em nghe, không biết là các em có hiểu không, nhưng mà thấy trên môi là ai cũng nở nụ cười hết. Mấy các sơ chưa nghe nha. Thế cho con lăng ở đấy rồi. Các sơ chiều có ở nhà đấy. Chiều nay con lăng liên khúc 3-4 bài luôn rồi. Không thể ai đạt được hả? Có, không có em nên hát. Đó, Quyên nè, Quyên rất dễ là vụ. Lên sông cao và đứng nhìn cả lời. Cả lời. Đó mà lên đứng im luôn rồi chơi mà. Dạ, thì nói chung là con có đặt vé máy bay lúc 10 giờ là tối nay sẽ bay về lại Sài Gòn. Dạ, nên là khoảng tầm 8 giờ nữa thì vẫn 8 giờ là con sẽ đi từ đây đến sân bay để con làm thủ tục. Thì con hy vọng là nếu như mà lần sau có quay trở lại với thì cũng sẽ lại đây để gặp được lại các sơ cũng như là gặp lại các em. Thì lúc sơ cũng thường nghe dòng chứ. Dạ, chắc chắn rồi. Nhưng mà lần sau nếu mà có quay lại đây chắc chắn là lúc đó mình đã có một cái gọi là cái nơi là mình biết trước là mình sẽ đến rồi. Còn hôm nay là chắc chắn là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Con không biết là con sẽ đến đây. Tại vì cái lúc mà con ở sân bay hơn 2 tiếng con không biết làm gì hết thì có một chị ở Sài Gòn chị mới gọi cho con.
chị mới kêu là có quen một bé tên là Quỳnh ở đây đó, thì Quỳnh sẽ liên hệ với lại bên chỗ nhà Rồng thì kêu con đến đây để thăm các bé. Thì lúc đó con mới nghĩ là ít ra là mình ra đây thì cũng có một cái nơi để mình đến, là mình cảm thấy nó ý nghĩa, mình về Sài Gòn mình mới căng lòng. Chứ vừa mới đến sân bay anh Vinh kêu con là thôi muốn đi đâu thì đi hay là nhà kia, con không đành lòng cái việc đấy. Không lẽ tiên mình ra đây để mình đi cứu trợ, rồi cuối cùng đến sân bay là mình phải tự bắt máy bay mình về thì mình không làm được cái ý nghĩa gì cả. Nên là con cảm thấy rất là vui và may mắn khi ngày hôm nay con được đến với lại nhà Rồng của các sơ, và ít nhiều thì cũng trao được một chút tấm lòng đó, nên con cảm thấy cái điều đó là đã ý nghĩa rồi. Và đặc biệt là bây giờ sân hào hải vị trước mặt thế này nữa. Ăn cả đó luôn thì dạ, để con xin phép sơ con ăn. Ăn nữa ăn xong luôn, ăn cho sơ nghe. Dạ vâng ạ. Ăn hết cái đó là ngay. Dạ, ăn hết luôn. Thôi tí, sơ đưa like đó hả, cho mình sơ nghe. Ok, con ăn xin phép ăn hết. Mày sơ đi đưa chén nè. Dạ, ok ạ. Con cảm ơn mày sơ ạ. Cảm ơn ạ. Dạ, bây giờ con xin phép con ăn. Dạ vâng ạ. Đó, mọi người thấy các sơ ở đây có tuyệt vời. Hôm nay tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được đến đây. Đặc biệt là bây giờ được ăn đặc sản của Huế đó. Rồi bây giờ xin phép mọi người ăn nhá. Ok. Trời ba tháng sáng năm ba tư về, xa hai về chung nối. Người làm nên nắng nhìn tôi xa còn tâm tôi. Một vài em đã bóng ra trên đời thay đổi. Ai cũng mong hóa dầu đều phần ai sai từ nay lúc đầu. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời qua đến đâu, hay là duyên mong mơ không như lúc đầu. Kiếp ngày ai đưa đón em, kiếp ngày đôi tay lấm lem, sao mà mơ chiều cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu đã mai này có xuân về, vẽ ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi, phút chia ly mắt quên biết khi nào em về. Lặng nhìn ôi đông cho tàn đó hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta hết ngọc về. Ok, bây giờ là 10:20. Hồng đã có cái chuyến bay để về Sài Gòn rồi. Nói chung là tuy trong cái chuyến đi này nó cũng chưa được nhiều cái thuận lợi như là điều mình mong muốn, nhưng mà mình cũng đến ngay mái ấm tình thương để thăm các trẻ mồ côi cũng như là các em bị tán tật bại não. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau về Sài Gòn nhé. Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một cái dòng sản phẩm mà Hùng đã sử dụng. Năm nay là năm thứ 6 và kinh doanh 3 năm. Trong 3 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một cái thương hiệu mà rất là nhiều khách yêu mến trên toàn quốc đã gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùn Yến Mạch. Và hiện tại bây giờ thì Hùng đang kinh doanh hai dòng sản phẩm chính từ bột yến mạch, đó là bột yến mạch loại bịch và bột yến mạch ngọc trai loại hũ. Riêng loại bột yến mạch ngọc trai loại hũ thì trên bao bì sẽ có logo, chữ ký và tên của Hùng, và chất lượng nó sẽ cao hơn dòng bịch. Bạn nào muốn sử dụng cả hai đều có thể ok. Thì những bạn nào có làn da bị mụn, bị thâm hay là màu da tối, mình sử dụng bột yến mạch chắc chắn nó sẽ giúp tông da của mình sáng da hơn rất là nhiều. Và đặc biệt những bạn nào mà thường xuyên thức khuya ăn đồ nóng, mụn lên nhiều, Hùng tin chắc chắn rằng các bạn sử dụng bột yến mạch của Hùng nó sẽ giúp các bạn cải thiện làn da rất là tuyệt vời. Bởi vì bột yến mạch sẽ có những cái dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, giúp da của chúng ta căng mịn, trắng hồng một cách rất là tự nhiên. Và người ta nói một câu nói rất là chính xác: nhất dáng nhì da. Các ông thấy không? Tôi tuy là không cao nhưng mà với làn da của mình, tôi luôn luôn tự tin tạo được cho mình những mối quan hệ rất là tuyệt vời. Mình đi bất cứ nơi đâu với một cái khuôn mặt mộc, mình cũng luôn luôn tự tin giao tiếp để cho mình có những cái người bạn
đồng hành với mình. Và nếu bạn nào chúng ta muốn sở hữu một cái làn da như vậy, mọi người hãy inbox vào fanpage Trần Quang Hùng để Hùng có thể lắng nghe những cái điều mà các bạn cần và chia sẻ cho các bạn những cái dòng sản phẩm tốt nhất nha. Bột yến mạch loại mịch và bột yến mạch ngọc trai loại hũ. Hùng tin chắc chắn rằng sử dụng lần đầu tiên xong, các bạn sẽ cảm thấy làn da của mình rất là nhẵn mịn. Và bây giờ thì tôi lại phải đi tán gái thôi. Ok, ăn chó để đi, let's go. Các bạn vào thanh công cụ của Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng, rồi inbox cho Hùng, Hùng sẽ tư vấn cho các bạn nhé.